Chào bà các cô. Con già bỏ bố đi rồi. Dạ đó. Đứa nào đẻ toàn bướm bướm thì vào. Chào bà ơi. 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 Ướp anh từ trong lao bánh phi ra tôi cũng phi lên đây. Việc gì ướp đi gọi tôi để dẹp cái này này. Ướp dẹp cái gì. Đi vào bác sĩ nè. Tao thấy tao theo mày vào phòng bác sĩ. Nó bắt gọi cái chồng mày cởi chuồng ra. Xong nó bắt cái ông nó cho mà ống. Cái ông nào là nó bơm vào bụng nuôi gì. Lan hả? Cái giờ đấy tiền làm gì, của làm gì. Cái giờ siêu âm chứng các thứ rồi. Thôi con lớn còn trẻ, còn khỏe thì còn nẻ được chưa. Thì đợt này con vẫn ít tuổi nhỉ. Mới có 50 hả? Đặt một cái khôi một dùng cái khôi ai. Chị sâu luôn.
ơi. Được rồi. Được rồi. Ê, quả đây đi đâu mà nó đi đấy à, tiền bụng cũng mà nhỏ mày cũng mất nhiều tiền nữa. Thế nào khoảng bao nhiêu rồi? Hết bao nhiêu rồi? Ừ. Cái phôi da một cái này một cái là con trai rồi, chặt cái phôi một hai cái là đứa gái, em gái. Ừ thì cho hai thằng. Vâng. Rồi rồi rồi, năm mẫu. Ôi đã bao nhiêu đâu là một cái thứ hai. Vợ chồng mày ăn thua gì? Vợ tao ơi nói thật ra, vợ chồng mày bây giờ vẫn tuổi vẫn ít. Mới có độ ấy, chồng mày mới độ gần 60, mày mới độ ấy 50. Đáng ăn lên thua gì? Mà không có tao phục hộ cho thì làm sao vợ chồng mày? Trước đây vợ chồng mày làm có gì? Đi bán nước ở nhà à, mình vớ vẩn đi làm cái gì? Những ngày nay các cụ phục hộ cho nhà ra của dân, nhà giàu sẽ hơn, sau này phục hộ cho giàu có kinh doanh. Thế rồi các cụ lại hết run rủi cho buôn bán quần áo trong năm. Từ cái thời đấy đến bây giờ, vợ chồng mày cũng là cái nhà này vô con rẻ à. Thế hôm nọ con rẻ nhà mày nó nói đậm một cái, ú cả cha ta đi làm rồi. Được rồi, cứ cho thằng con trai. Mày mà không cho thằng con trai, thằng này thì kiểu gì nó đi đấy chẳng. Ừ, phải đẻ, nhớ chưa? Thế đâu nhá. Cứ cho mấy hai thằng con trai, đúng không? Nhớ chưa? Biết rồi, còn nào là một. Quay đây là một cái thứ hai. Về đây là một cái thứ hai. Về đây tao cũng nói cho mày cái. Ghét cái thằng nào xong nhà mày lắm. Chả có rẻ mày được có rẻ đâu. Mà chồng có biết chuyện gì. Ôi giời, cái loại bố vợ chắc đã hơi ai là lọt kia rồi biết. Nó tưởng là mình không rẻ nữa hết chứ còn gì nữa. Ai đâu, cái gì đây? À, cái tuyết à. Từ từ, thế thằng Phong đâu? Bảo nó là đi, mẹ nó, nhưng mà nó nói giận với mẹ nó. Cô nó nói, nó bảo, già rồi, mà lại còn, ê, đi cây, đi cây. Cái mẹ nó không được chấp với cái loại gì, cái loại con rẻ, nhớ chưa? Nó nói này còn tự ái, nhớ không chấp với mày tự ái. Mày còn bảo bảo mày là đấy, con rẻ nó nói gì đấy. Thế thì tôi bảo chú thích cái kia kia tôi là ai?
là con không có con trai thì anh mới coi thường. Phải có con trai tiền là cái gì? Nhớ cho con tiền chết không ăn đi được. Chủ yếu lấy người đối dõi tổng được. Cứ cầu được, cứ ước thấy. Nhớ cho con, còn về đây thôi đợt này. Thế mẹ mày không đẻ con trai đợt này, ông cũng lại mà ông phải cho con rể ông lại sửa cho này. Gặp Dương thì không gặp Dương mà không gặp Tuyết, không gặp Phong, không gặp cái gì hết, không gặp Trà, không gặp ai. Không gặp. Gơm bốn cái con vịt làm đấy. Mà thì hát người ta phải đun kiên kiên dầm giấc người ta. Chứa chập tối đã chén nó rồi thì giá ra vịt. Nếu mẹ ăn thì phải đợi đi đi. Nửa đêm cái khuya cái mấy xưa các cụ đấy cứ ơi bừa rơm vò rơm đập kia búa ấy khuya giờ vào ấy các ông mới chén nó mới chặt chặt được thôi ấy ăn cái chén quay thì chặt lớn rồi chặt đau cứ bước lâu quá không yên tâm rồi con trai. Chuyện gì? Chuyện máy gì? Bà đưa ấm gì? Bà lộ đây. Nỡ chưa bà sẽ không có lời. Em còn làm gì nào? Cứ yên tâm. Thế 19 hôm nó làm thì tôi lại vào. Vào thì tôi không đuổi cho. Ơm hôm vào thì gọi bà ơi, hôm nay nhà con đi làm. Đem mẹ đang vào bên ngòm, nó đem cho toàn tranh như ảnh. Cái cởi chuồng, bây giờ nó cứ đéo cho bà nằm, nó đéo nó ra được. Thế nào mới chửi cho, họ mới chui vào, nó mới nặng người ta. Không, cái của mày già rồi, nó cứ làm. Ông mày đâm vào cái ảnh nó làm đéo ấy được rồi. Thế bố nó bác sĩ nó treo treo lắm cái cổng cả thế. Về không biết treo lung tung. Các vào ta nhìn kinh quá. Thế mày cứ nhìn chặt thêm cho bà bố đi. Thế bà mày chặt thọ ta đùng bố đó mà. Thế thì đi ra thì không có bố. Ở lại đi. Đây, đây, bà về bà gấp được quần áo mình chín bà vào. Đây là mười bảy giờ. Dung thi đỡ rồi. Con Dung hay là con này Dương. Con Dung thì chưa thi hơi kém. Còn con này ấy, Dương là được hết rồi. Cứ yên tâm thì tôi thích. Giờ tôi cái con trai này tôi cũng thích cái được kìa. Không cho ăn được vào đâu. Ăn được bây giờ nó không ăn đâu mà thằng ấy bây giờ mà cho nó vào nó sẽ phá cái chết. Mà vào đấy không được quản lý nó nghiện ngập ngay. Cứ để ở nhà cho bố nó. Chưa nghiện nhưng mà nó cũng chơi vào dạng bè toàn sóc khách nó bỏ thôi. Bây giờ cho vào đấy nó lại ở trong đấy cũng này toàn sóc khách nó bỏ thành phố lớn. Nếu tôi không được quản lý nó chết. Để ở nhà bảo bố nó. Mà bố nó có tâm với các cụ đâu mà trả con nó trả hết. Đầu tiên thì làm được bao nhiêu giờ? Nhớ cho con. Vì cháu nó khỏe mạnh, bác sĩ nó nói khỏe mạnh nhất thì là cháu thích đi nước ngoài. Thì là đợt này là cháu ok rồi. Nó cũng phục vụ cho Kiên. Còn thằng Được thì chắc chắn là không còn làm đâu. Thằng Được này bây giờ chỉ có Tống một phát đâu đi nước ngoài. Chứ còn mà Tống đâu đi đâu đi đó thì vừa ba bữa thì ông lại kiện. Thôi. Được, rất đẹp. Buôn bán được. Nhớ chưa? Chứ anh vào Sài Gòn vẫn là cái thằng chữ xe là cái chó cái gì. Thế mà bây giờ tiền tí, tiền lớn, tiền đen. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái Dương này, cái Dung đây. À, thế vừa rồi người đi đây rồi. Giảm hơi thấp vào con vừa rồi cũng đi. Bạn cũng đi làm cho phòng bán cho bố mày. Ôi trời ơi, cái kiến trúc của đàn ông.
mày lúc nào cũng mê kiến trúc. Nó thích chim bé bé cho nhảm như này. Cứ ngày không kiếm được nhiều tiền đâu. Thấy cái nghề này này, bác sĩ với cả bán thuốc cái này, có ai ta bảo hát lại được tiền đâu. Qua đây là một là con làm về cái ngành du lịch, hai là con làm về cái ngành thuốc men nhá. Chứ còn vẽ tranh ảnh bán ai ta mua, bây giờ người ta chụp cái chiếu đi. Vào cái ngành du lịch thì còn ta ăn nữa cho quên. Vào cái ngành du lịch thì sau này đi đây đi đó cũng được. Nhưng mà cái ngành mà cái anh canh cái cũng là cũng thích. Du lịch là được con nhớ chưa? Thế đi về thế đi thương thế nào được đã không? Thì cũng sẽ cố gắng cho ra bình tĩnh sắp xếp quần áo vào đây. Bếp vào đây. Được. Ngày 9 đưa mẹ con đây. Để thai xong cái là tao đợi cho không phải học anh. Mấy gái là một mai kia đi tìm cho thằng nào nó ngon hơn thằng ấy. Phong nghe chưa? Thằng Phong tin tướng lắm. Đấy, còn Dương đấy. Dương à? Có biết cái con Như. Con Như cũng biết, con Dương cũng biết, con Tuyết cũng biết, con Dung cũng biết, con Lan cũng biết, và cả nhà Yến cũng biết, biết cả nhà mày. Nhà màu cái thứ hai, chú báo cái bốn con vịt trời của cô ấy mùa hè cứ ba bê, nó làm cho cô ấy kiếp. Đây là màu cái thứ hai, chú báo này. Không được đây cho thằng Lượng và cho Nam thế nhá. Dặn mẹ mày là không cho bố mẹ cho thằng Lượng vào Nam. Ra bảo bây giờ nó đang mày chơi mà vào này. Nó mà nghiện thằng bố mẹ mày đừng cho. Thế là một cái thứ hai. Còn thằng Xuyên Anh Kiên là cứ đi nước ngoài cố gắng một vài năm thì về. Nhớ chưa? Còn nhất định không vào được đi. Thằng Lượng mà đi vào mà nó mà nghiện ngập nào, bố mẹ chết với nó mày đi. Nói cái này cũng khỏe lắm. Lúc nào cũng thương đấy. Bố bình thường của cụ bày tới đất này, bố còn bị chờ. Ê ba già giữa cái nhà bác thì đi tìm thử nhá. Rồi lìa cha năm của ba ra chơi. Nhà cha năm mẹ mà đẻ rồi cho em nó về quê để báo cáo nó cụ. Sau này cụ cho mày giỏi hơn cả cái con Dung. Con Dung vừa rồi nó cũng là được là nhờ nó thấp là nó phải làm được vào một trường nào. Mẹ mày chân vẫn trước lắm. Tao đang đổ mẹ mày vào lắm. Để tao đỡ tránh đi trước. Nhưng mà mẹ mày lại cứ thương mà. Mấy anh mày lại bảo là mẹ thật được cho mày chơi. Thế thôi, đi yên chân mày tập của họ. Thế thôi, ê, đi đâu cẩn thận con nhá. Còn con nào có riêng vào, ở đâu cửa thảo ông bảo mẹ. Nhớ chưa, thôi tôi chuột cái sắn. Con về Nam nhờ. Chẳng về Nam luôn rồi em gì. Hôm nay không có bé mà mới có. Hôm nay 17 đi cái bà mẹ anh. Ôi giời ơi. Cái anh thế thì toàn vịt là phải. Làm nó cùng nha. Đắt buồn thế. Làm để thơm một cứ để ngủ một đàn bàn cháy. Trông tầm ốc là nó tầm ở túi. Dạ anh chị. Mày đây đấy thành dân thì mới thấy được. Thế là báo cá chiến luôn. Báo cá tận dụng đi nghe chưa. Đây là báo cá đi. Đây là mấy cá của cụ đi. Nhớ chưa. Đây anh kia đi hết cả phòng. Nhớ chưa. Nhớ chưa.
Anh muốn gì ạ? Anh kia gì? Có tiền đưa về để chúng mày đi đấy. Nhớ chưa? Hôm qua mưa. Đau chợ cả đây. Ê, ra bốn cháu sợ đất chết. Đến nhà lên không lên. Đây của anh đây là một. Về nhà về có cho đồ cho. Mà đi nhà màu chúng mày đi. Nhưng mà thiếu tiền cần chiến. Chiến trường thì tiền về. Nhớ chưa? Anh ấy có tiền thì anh không có về được. Thì anh chỉ đi công tác. Về đây nhà màu. Đấy chuyên nó phải cầm tiền. Để chi tiêu lễ là cái cháu nó không về được. Thì con sắp lễ em cứ đây. Đấy là tỷ bà. Tỷ bà về hộ cho chứ. Nhớ chưa? Thank you.
đánh nhau đó đấy. Quần anh cảnh quan mở đi nha. Con chơi bài gì đâu đây? Cứ lên bắt này tao bỏ mồm đó. Tao cho bỏ cổ nó há mồm nó lên. Được chưa? Đã trước thì quên không mở mồm. Tức quá. Tức quá này ngồi đi. Quên. Quên. Đây bóp cổ há mồm. Đúng nha. Không đường đúng lối nhá. Mày nhớ qua cái bàn nào mà quyệt thì mày đi cũng rõ. Rất là mình thân hồ mẹ ngoan thoải mái. Bà từ trước này có tính không? Nhớ chưa? Chú nhớ nhà mình thật. Thế qua đây mày hộ tao hôm nào tao hộ nhà mày. Hôm tao bà hộ nhà mày tao cũng đánh nhau nữa. Wow.
Chồng mày cái gì mà mới bài mà đánh cho cái rồi mà đi tập con mẹ con.